Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Susu TV, cập nhật thêm một số thông tin mới nhất nha mọi người. Hôm qua thì công chúa bánh mì đã đến nhà hoàng tử bánh bò để ăn lẩu mắm nha mọi người. Thì trước đó Phạm Tuyết Nhung cũng có chia sẻ thông tin này trên trang story của phần Facebook của mình đó mọi người, nên rất nhiều khán thính giả cũng đã hóng và tranh thủ vào xem. Đặc biệt buổi trưa mà Tuyết Nhung đi ăn bún mắm thì anh Bảo, anh của Rắc Long cũng đã có live stream chia sẻ khá là dài, đến tận mấy tiếng đồng hồ, cảnh mấy anh em quay quần ăn bún mắm rất là vui vẻ với nhau. Và đặc biệt trong lúc nói chuyện thì mọi người cũng có chia sẻ thêm những vị khách mời sẽ được mời ở trong live show ngày 9 tháng 5 sắp tới của Rắc Long và Tuyết Nhung, cũng như mấy anh em cũng đã dành một phần quà đặc biệt để đố vui cho mọi người xem live. Câu hỏi đặt ra là mọi người hãy thử đoán xem những ai là khách mời ở trong show đặc biệt này. Và theo như Tuyết Nhung chia sẻ là một người nhỏ tuổi hơn Tuyết Nhung và một người cũng rất là lớn tuổi, nhưng cũng đã một thời làm mưa làm gió trên sân khấu ca nhạc. Do đó mọi người cũng đã có dịp thử tài đoán của mình. Rất nhiều những bình luận đó là sẽ có Thiên Ngân, rồi nào là cô Hương Lan, rồi cô Yên Trang, thậm chí là cả ngoại giao Linh nữa. Nhưng mà kết cục mọi người biết được là sau khi công bố kết quả, Tuyết Nhung với lại Rắc Long sẽ mời hai vị khách đặc biệt là khách mời trong live show của hai bạn, đó chính là nữ ca sĩ Thùy Trang và bé Út Phạm Thiên Ngân. Vậy là live show này đang được mọi người đón nhận rất là nhiều. Và đặc biệt sự kết hợp của Rắc Long với lại Tuyết Nhung gần đây đã nhận được trọn vẹn sự yêu mến của mọi người. Đặc biệt như hồi đầu clip mình gọi là công chúa bánh mì và hoàng tử bánh bò, chính là hai cái biệt danh đầy yêu thương mà khán giả gần đây đã dành tặng cho Tuyết Nhung và Rắc Long, cũng đã nói lên được sự yêu mến của fan hâm mộ dành cho hai bạn trẻ này. Hiện tại thì Rắc Long cũng như Tuyết Nhung cũng đang chạy show. Buổi tối các bạn có show thì các bạn đi diễn, còn ban ngày nếu mà không có show thì các bạn live stream, các bạn bán những món ăn vặt do chính tay các bạn làm. Hôm nay thì Tuyết Nhung có chia sẻ là em ấy buổi chiều hôm nay có nấu thêm trà sữa thái đỏ với lại trà sữa thái xanh, số lượng cũng kha khá. Mời mọi người hãy cùng vào trang cá nhân của Tuyết Nhung đặt hàng ủng hộ cho bé ấy nhé. Còn trên trang cá nhân của Rắc Long thì thường xuyên live stream những món ăn vặt nhà làm. Và theo mọi người đánh giá thì các sản phẩm của Rắc Long bán cũng khá là ngon. Mọi người rảnh hoặc là muốn thưởng thức thì hãy vào trang Facebook của Rắc Long để có thể xem live, nghe bạn ấy hát và ủng hộ bạn ấy các món hàng nhé mọi người. Đặc biệt trong buổi live ngày hôm qua thì có nhiều fan cũng bày tỏ lòng yêu mến, hỏi anh Bảo là sao không làm Mai Tuyết Nhung cho Rắc Long luôn đi. Thì anh Bảo cũng có trả lời là sự kết hợp trên sân khấu có thể là tri kỷ với nhau, nhưng ngoài đời các bạn cũng mọi người sẽ có một cuộc sống riêng và mong muốn để các bạn trẻ tự nhiên. Bây giờ sự kết hợp trên sân khấu ngày càng thân thiết cũng như diễn ăn ý như vậy thì sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo như là cặp đôi của anh chị hai. Và đặc biệt như mọi người cũng biết thì trên sân khấu là một chuyện và ngoài đời là một chuyện, sự hiểu cũng như đồng cảm dễ hòa nhập với nhau làm cho các bạn biểu diễn trên sân khấu tự tin và làm cho mọi người yêu mến, đó cũng là một cái điều vui mừng. Và thực tế ở ngoài đời thì Tuyết Nhung cũng sắp sửa làm lễ cưới, do đó anh Bảo cũng mong muốn mọi người hãy để cho các bé tự nhiên nhất một cách có thể. Trở lại với thông tin mới nhất từ ca sĩ Mạnh Quỳnh, hiện tại thì anh Mạnh Quỳnh đang ở Hải Phòng. Mới đây thì anh có chia sẻ một cái liên khúc mà bốn nam ca sĩ đã từng trình diễn trên Thúy Nga Paris by Night. Hai ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nhật Ngân, Một Mai Giả Từ Vũ Khí và Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương,
được kết hợp thành một liên khúc qua tiếng hát của hai thế hệ. Chỉ có trên Paris by Night 137. Mến chúc mua nhà cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình sau tuần làm việc vất vả. Nghe nhạc bấm vào link dưới đây nhé. Mến Mạnh Quỳnh. Vậy là liên khúc này anh Mạnh Quỳnh có chia sẻ đường link, cũng như dạo gần đây liên khúc này nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Sự kết hợp của 4 nam ca sĩ, 4 chất giọng đặc biệt đã tạo thành một cái bản có thể là có số lượng xem khá là nhiều. Ngay cả cô Ngọc Thủy cũng đã vào để lại bình luận cảm ơn anh Mạnh Quỳnh sau khi anh chia sẻ link của liên khúc này. Mọi người để lại bình luận là tứ đại Mỹ Nam quá xuất sắc ạ. Nghe rồi hay lắm anh, ngày mai tới show ở Hải Phòng, hãy hát thật là hay như ở show Sài Gòn anh hai nhé. Tuy không thể đi ủng hộ nhưng chúng em sẽ ủng hộ từ xa. Chúc anh show diễn đi mai thật thành công. Vậy là trước mắt fan hâm mộ đã chúc mừng show diễn ở tại phòng trà không tên ở tại Sài Gòn đã thành công, và hứa hẹn show ở Hải Phòng cũng sẽ được thành công theo như mọi người chúc nữa thì còn gì bằng. Trên trang FC của ca sĩ Mạnh Quỳnh thì có ghi như thế này: trước khi được gặp và thưởng thức những bản tình ca lãng mạn vào thứ bảy này 20 tháng 4 của Idol, chúng ta cùng nghe một liên khúc gồm hai ca khúc thật hay của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Idol và các em đồng nghiệp nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Thông tin thêm là trên trang cá nhân của Tuyết Nhung có chia sẻ bức ảnh mà mọi người trong gia đình chúc mừng sinh nhật của bé Phạm Phi Như. Cô bé nhỏ của chị Hiền ngày nào nay đã lớn, trưởng thành hơn nhiều và biết quan tâm nhiều hơn rồi. Chúc mừng sinh nhật Phi Như nhé. Vậy là Phi Như tròn 10 tuổi rồi mọi người ơi. Mới ngày nào là một cô công chúa bé nhỏ thỉnh thoảng được mẹ là chị Hai dẫn theo đi diễn ở khắp mọi nơi. Giờ Phi Như đã dần trưởng thành, hiểu chuyện hơn. Và mọi người đã cùng nhau chúc mừng sinh nhật của Phi Như vào ngày hôm qua. Tuy là ngày chính thức của Phi Như là ngày 17 tháng 4 là sinh nhật nha mọi người. Riêng Trường Sa hôm nay cũng có thông tin mới. Lại là Sang đây, tối nay 19 giờ trên kênh Trường Sang Official đi cùng Sang nha, tập 2 nha mọi người. Vậy là tiếp tục Trường Sang ra chuỗi series đi cùng Sang, đã đến tập thứ 2 rồi. Mọi người hãy cài chế độ để vào kênh YouTube ủng hộ giúp Trường Sang nhé. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là niềm động lực cho Trường Sang có thêm được nhiều view và có thêm thu nhập để có thể có thêm kinh phí quay nhiều vlog hơn nữa. Bên cạnh đó, hôm nay Thiên Ngân cũng có chia sẻ là một ngày thật là quải, tức là hôm 18 tháng 4 các bạn trẻ về Bến Tre đi biểu diễn trong show ở tại một ngôi đình, do đó việc di chuyển cũng như làm việc nhiều có lẽ khiến Thiên Ngân cũng cảm thấy mệt nhoài, nên cô bé có đôi lời cảm thán như vậy trên trang story của mình.